Sao đi biển mà bạn buồn quá vậy? Không biết dạo này tại sao mà ông xã càng ngày càng xa lắm, làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của hai vợ chồng. Chán gì? Mình cũng vậy, siêu ba vòng mà tối chồng cứ đi lòng vòng. Làm sao đây? Làm sao? Làm sao đây? Các chị em đừng lo. Đã có mắm tôm nàng hương. Wow! Mắm tôm nàng hương được chiết xuất từ các loại cá tôm bị ương ở dưới mương, ủ trong rương để dưới chân giường. Mắm tôm nàng hương giúp lấy lại bản lĩnh đàn ông. Mắm tôm nàng hương